10 Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 16 kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Phi Long, ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy đã tới dự. Đồng chí Bùi Đức Hinh, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh điều hành kỳ họp. Tham dự kỳ họp có đồng chí Bùi Văn Khánh, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp thứ 16 kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành nhiều nội dung trong đó có nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Sau đây là kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 25 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Bùi Đức Hinh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, số phiếu tín nhiệm cao 53 phiếu, chiếm 98,15%, số phiếu tín nhiệm 1 phiếu chiếm 1,85% số phiếu tín nhiệm thấp không phiếu. Bà Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, số phiếu tín nhiệm cao 50 phiếu chiếm 92,59%, số phiếu tín nhiệm 4 phiếu chiếm 7,41%, số phiếu tín nhiệm thấp không phiếu. Ông Bùi Tiến Lực, trưởng ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, số phiếu tín nhiệm cao 47 phiếu chiếm 87,04%, số phiếu tín nhiệm 7 phiếu chiếm 12,96% Số phiếu tín nhiệm thấp không phiếu. Ông Quách Thế Ngọc, trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, số phiếu tín nhiệm cao 47 phiếu chiếm 87,04%, số phiếu tín nhiệm 7 phiếu chiếm 12,96%, số phiếu tín nhiệm thấp không phiếu. Ông Nguyễn Tiến Sinh, trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, số phiếu tín nhiệm cao 52 phiếu chiếm 96,29%, số phiếu tín nhiệm 2 phiếu chiếm 3,71%, số phiếu tín nhiệm thấp không phiếu. Đối với các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Bùi Văn Khánh chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, số phiếu tín nhiệm cao 30 phiếu chiếm 55,56%, số phiếu tín nhiệm 22 phiếu chiếm 40,74%, số phiếu tín nhiệm thấp 2 phiếu chiếm 3,70%. Ông Nguyễn Văn Trương phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, số phiếu tín nhiệm cao 27 phiếu chiếm 50%, số phiếu tín nhiệm 27 phiếu chiếm 50% số phiếu tín nhiệm thấp không phiếu. Ông Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, số phiếu tín nhiệm cao 31 phiếu chiếm 57,40%, số phiếu tín nhiệm 21 phiếu chiếm 38,88%, số phiếu tín nhiệm thấp 2 phiếu chiếm 3,71%. Ông Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Số phiếu tín nhiệm cao 30 phiếu chiếm 55,55%, ,55%. số phiếu tín nhiệm 22 phiếu chiếm 40,74%, số phiếu tín nhiệm thấp 2 phiếu chiếm 3,71%. Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, số phiếu tín nhiệm cao 47 phiếu chiếm 87,03%, số phiếu tín nhiệm 7 phiếu chiếm 12,96%, số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Sở Xây dựng, số phiếu tín nhiệm cao 33 phiếu chiếm 61,11%, số phiếu tín nhiệm 21 phiếu chiếm 38,88%, số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu. Bà Bùi Thị Thúy Bình, Giám đốc Sở Tư pháp, số phiếu tín nhiệm cao 26 phiếu chiếm 48,14%, số phiếu tín nhiệm 23 phiếu chiếm 42,59%, số phiếu tín nhiệm thấp 5 phiếu chiếm 9,25%. Ông Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh, số phiếu tín nhiệm cao 48 phiếu chiếm 88,88%, 88%, số phiếu tín nhiệm 6 phiếu chiếm 11,11%, 11%, số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu. Ông Phạm Tiến Dũng, Giám đốc Sở Công Thương, số phiếu tín nhiệm cao 31 phiếu chiếm 57,40%, số phiếu tín nhiệm 20 phiếu chiếm 37,03%, số phiếu tín nhiệm thấp 3 phiếu chiếm 5,55%. Bà Bùi Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế, số phiếu tín nhiệm cao 24 phiếu chiếm 44,44%, 44%. số phiếu tín nhiệm 29 phiếu chiếm 53,70%, số phiếu tín nhiệm thấp 1 phiếu chiếm 1,85%. Ông Bùi Đức Hậu, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, số phiếu tín nhiệm cao 18 phiếu chiếm 33,33%, 33%. số phiếu tín nhiệm 31 phiếu chiếm 57,40%, số phiếu tín nhiệm thấp 4 phiếu chiếm 7,40%. Ông Đỗ Hải Hồ, Giám đốc Sở khoa học và công nghệ. Số phiếu tín nhiệm cao 18 phiếu chiếm 33,33%, 33%. số phiếu tín nhiệm 31 phiếu chiếm 57,40%, số phiếu tín nhiệm thấp 4 phiếu chiếm 7,40%. Bà Quách Thị Kiều, giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, số phiếu tín nhiệm cao 26 phiếu chiếm 48,14%, số phiếu tín nhiệm 27 phiếu chiếm 50%, số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu. Ông Bùi Đức Nam, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Số phiếu tín nhiệm cao 32 phiếu chiếm 59,25%. Số phiếu tín nhiệm 20 phiếu chiếm 37,03%. Số phiếu tín nhiệm thấp 1 phiếu chiếm 1,85%. Ông Nguyễn Huy Nhuận, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số phiếu tín nhiệm cao 32 phiếu chiếm 59,25%, số phiếu tín nhiệm 19 phiếu chiếm 35,18%, số phiếu tín nhiệm thấp 2 phiếu chiếm 3,71%. Ông Đặng Mai Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ, số phiếu tín nhiệm cao 36 phiếu chiếm 66,66%, số phiếu tín nhiệm 15 phiếu chiếm 27,77%, số phiếu tín nhiệm thấp 2 phiếu chiếm 3,71%. Ông Bùi Văn Thắng, Giám đốc Sở Tài chính, số phiếu tín nhiệm cao 44 phiếu chiếm 81,48%, số phiếu tín nhiệm 9 phiếu chiếm 16,66%, số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu bà Đinh Thị Thảo, trưởng ban dân tộc, số phiếu tín nhiệm cao 38 phiếu chiếm 70,37%, số phiếu tín nhiệm 12 phiếu chiếm 22,22%, 22%. số phiếu tín nhiệm thấp 2 phiếu chiếm 3,71%. ông Nguyễn Văn Trường, Tránh thanh tra, số phiếu tín nhiệm cao 23 phiếu chiếm 42,59%, số phiếu tín nhiệm 23 phiếu chiếm 42,59%, số phiếu tín nhiệm thấp 7 phiếu chiếm 12,96% và Bùi Thị Kim Tuyến, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Số phiếu tín nhiệm cao 26 phiếu chiếm 48,17%, số phiếu tín nhiệm 27 phiếu chiếm 50%, số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu.